đồng hồ thông minh theo dõi sức khỏe WeHopMe, màn hình AMOLED siêu nét, chẩn đoán y tế AI, theo dõi huyết áp, tim mạch, axit, đo lượng đường trong máu, oxy, điện tâm đồ ECG cộng PPG, trợ lý giọng nói thông minh, chức năng SOS, các chức năng thể thao, tập thể dục như đếm bước chân, calo, khoảng cách, nhiều chế độ thể thao, nhận cuộc gọi Bluetooth, chống nước IP68, hỗ trợ đa ngôn ngữ, pin 220mAh, sử dụng ứng dụng HealthWear để kết nối, sản phẩm đánh giá cao trên Ali, xem thông tin chi tiết trên website.